mình ngồi trên xe mình đi show, mình nghĩ là ngày hôm nay chắc ao show quá ha, chắc trời mưa. Mà tới nơi ao thì ấn tượng cô ở giữa, thấy tướng cô đó đẹp nhất. Mình nghĩ chắc cái cô này chắc cũng hơi dữ, nghe giọng dữ quá. Hiếu, dạ, con gái người ta em nói là cá tính chứ đừng có dữ. Ừ. Cá tính, nói chung là hơi dữ. Trời đất ơi. Mũi thì hơi tẹt, da hơi đen. Không có được nói con gái là mũi tẹt, mà nó là mũi chưa sửa. Bạn này thì chắc là hiền, chắc làm ở tổng đài viên tâm sự tình yêu gì đó. Ngày vừa xưa mình có tật mình hay nhá máy thôi, thích nghe giọng của mấy người tổng đài đó. Dễ ngủ. Giờ có hay bị người ta nhá lại không? Cũng bị hoài. Thì là quả báo đó. Nghiệp đó, cái nghiệp đó. Nếu mà không mời thì bạn búp bê sẽ sở hữu gương mặt nào? Mà số 3 à? Thì sao ạ? Đoán mày hơi quê quê quê. Còn anh Hà? Dòng chồng thì thường da đen. Nói chứ anh chọn chung với Hiếu đó, tại vì Hiếu đã phân tích rồi. Ủa anh với em chơi vậy là ai thắng ai thua trời? Anh Hà sao nay anh cứ bắt chước anh Hiếu mà vậy? Tất cả mọi thứ rất là hợp lý luôn. Mà bây giờ mình không chịu chọn thì nó kỳ. Mà không có chứng kiến thì nó kỳ. Thế từ đầu vô anh thể hiện anh là một người có trực giác đức mạnh, còn Hiếu là rất tào lao. Thôi lỡ rồi thì theo nó lần này thôi, lần sau không theo nữa. Không theo nữa. Không mà đúng, nghệ sĩ phải có giác quan thứ 6 anh. Dạ. Ví dụ mình đang hát lỡ ai fan cái gì đó, né liền. Né liền. Né liền.